Dạ xin chào cô chú anh chị, mình cần xa đã quay trở lại weekend mua bán bò game bữa nay luôn nha anh chị. Bữa nay ngày 15 tháng 7 2022, hôm nay thì em xin cập nhật hình ảnh cho anh chị mình, chính là một cặp bò đực lỡ nha anh chị, nhà vườn ha. Thì hai con này, một con thì nó là bò kem, một con thì nó là bò đực ba bê nhau chú anh chị. Đó, hai con này thì nó vừa tầm bò béo cho anh chị mình đem về nuôi nha cô chú anh chị. Đó, hai con này thì con nào tướng mã này cũng đẹp, bò pin lực hết nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ quay về cái con bò đực kem trước ha. Em sẽ quay về cái con đực kem trước để cho anh chị mình nào quan sát con bò nhau chỗ gì. Đực kem này thì mông đít thì nở to rồi, kỳ đô lớn ha, tướng mã dày đòn, xá tích kiểm tra cũng nghiêm chỉnh ha, xá mặt xá lưng là nghiêm chỉnh hết nha chị, vai lớn ha. Đó, lông da thì đẹp nhau chỗ gì. Bò này thì hai con này thì nói chung thì em đo rồi, thì con kem này thì em đo ngay xá lưng thì em cao là 1m11 ha, còn con đực ba bê da đen bên kia thì nó cao là 1m12 nha chị. Thì hai con này thì nó đồng bò như con chị, không có chênh lệch nhau bao nhiêu à, chênh lệch nhau có một phân bò nhau chỗ gì. Đó, để quay cái cặp mông nó chị coi nè, cái cặp mông gì thấy nở không, pin lực lắm nha chị, dày đòn ha, con nào con nấy cũng dày đòn hết nha cô chú anh chị. Chân cẳng thì hai con bò này á đó chị ha, cầm thì cầm lớn nha, chân thằng chân đứng thẳng nhau chỗ gì, móng sò hoàn thiện xương to nha. Đó, hai con này phải nói là cực kỳ vip luôn nhau chỗ gì. Con kem thì cao 1m11 nha, còn con ba bê số 2 này thì nó cao là 1m12. Để các em quay cái con mà được ba bê cho anh chị mình coi cho kỹ nha chị. Đó anh chị không, cái làn da nó là da đen thui nha cô chú anh chị, da đen nha, chân cẳng đều hoàn thiện hết nha. Đó, thì hai con này em kiểm tra thì không có con nào bú giò bú cẳng hết chị, hoàn thiện hết nha. Đó, bò nhà vườn thì lúc nào cũng luôn chất lượng chị, ăn uống dữ lắm nhau chú anh chị. Đó, ăn rôm ăn cỏ thì phải nói là bao ăn uống đầy đủ cho anh chị ha. Thì anh nhà vườn này thì ảnh nuôi bò thì rất là chất lượng nha chị, ảnh lựa bò thì những cái con bò rất là tốt nha, cầm to xương lớn nha anh chị không nè. Đó, móng sò da da đen. Dạ, bò này thì nói là dòng bò đực ba bê anh chị nuôi phát lắm nha, dòng bò thì siêu thịt nhau chỗ chị, nuôi mau phát triển nha. Đó, thì cái con số 2 này thì hai con này luôn nha anh chị, thì nó tầm khoảng là trên 8 tháng tuổi bò nha anh chị. Đó, trên 8 tháng tuổi bò ha. Đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh, không có tật lỗi hết nhau chỗ anh chị. Và cái đôi đực này á thì một con kem và một con đực ba bê á, thì em đã thương lượng với chủ nhà rồi, thì anh báo giá của em là 43 triệu nha cô chú anh chị. 43 triệu cho cái đôi bò đực lỡ nha, con kem với con ba bê. Thì cô chú anh chị mình là quan tâm và mình muốn sở hữu ngay cái đôi bò này thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em để là mình chốt nhanh cái cặp bò này nha cô chú anh chị. Bò này á, thì nói là bò vườn nhau chú anh chị, nên là nó chất lượng lắm nhau chú anh chị. Đó, con nào con nấy em thấy uống nu rất là chất lượng luôn. Mình đem về nuôi bò của béo nha cô chú anh chị, là nó vừa tầm của béo của mình luôn. Cỡ này thì nó đứng thuộc dạng là bò lỡ nha anh chị, nên là mình nuôi thì nó mau lớn lắm nha cô chú anh chị, nó không còn eo ọt còn nhỏ nữa nha, nó cứng bò lắm rồi nha cô chú anh chị. 43 triệu là giá này, anh chủ nhà có nói với em thì có bớt tiền xe cho những cô chú anh chị mình gần xa ha. Đó, thì xe em thì luôn giao các tỉnh miền Nam còn miền Tây, thì những cô chú anh chị mình cần xa và mình đang cần một cái đôi bò đực lỡ này mình đem về nuôi bò béo thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho em ha. Thì hiện tại thì cái đôi bò đực bò béo này thì nó là bò nhà vườn nha anh chị. Địa chỉ là nằm ngay ấp xóm trại xã An Dương Tây Củ Chi của mình nhau chú anh chị, đối diện chợ An Dương Tây và bệnh viện An Nhơn nha. Đó, thì những cô chú anh chị mình gần xa mà muốn mua cái đôi bò đực này nhanh gọn ghẹ thì anh chị cứ liên hệ cho em ha. Em nhắc lại cho anh chị lần nữa ha, cái đôi bò đực ba bê này là có một con kem và một con bò đực ba bê. Thì hai con này con nào cũng pin lực hết, tướng mã đẹp bò, chân cẳng thì xương lớn, móng sò gọn gàng, không có tật lỗi, không có bú giò bú cẳng hết nhau chỗ gì. Bò này em kiểm tra là nghiêm chỉnh ha, không có con nào mà tật lỗi hết nhau chỗ gì. Đó, ăn uống đàng hoàng ha, pin lực khỏe mạnh bò nhau chỗ gì. 43 triệu thì giá này thì anh chủ nhà có bớt tiền xe, thì anh chị mình cần xa có quan tâm về cái đôi đực này thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Phúc nha cô chú anh chị.